Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, năm 2020 Canh Tý, những mệnh chủ tuổi Tý sinh năm 1984 sẽ gặp phải hạn thái tuế. Những người kinh doanh thì nên chú trọng cách quản lý kinh doanh của mình, nghiên cứu phương pháp tiết kiệm và nhanh chóng thực hiện tất cả các vấn đề dựa trên nguyên lý ổn định an toàn. Không nên đầu tư mạo hiểm, cho dù đó có là những cơ hội tốt thì cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Tổng quan vận hạn của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 vào năm Canh Tý 2020. Năm Canh Tý 2020, gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 tọa Thái Tuế nên tài vận giảm đi, cần phải lấy lại sự yên ổn làm đầu. Năm nay là năm bản mệnh của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, hay là trong dân gian còn gọi là năm tuổi. Các cụ nhà ta thường có câu Thái Tuế đương đầu tọa, vô tai giã hữu tọa, ý chủ về hung họa của năm tuổi. Chắc chắn trong năm sẽ có tai họa lớn xảy ra. Tý dương thủy lại gặp tính thủy của Thái Tuế khiến cho thủy vượng nửa đầu năm nay, khiến cho nhiều mặt trong cuộc sống trở nên cực đoan thái quá. Ví dụ, về mặt giao tiếp xã hội, người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 dễ trở nên quá tự tin, kiêu ngạo hoặc là tự ti, dễ có những quyết định bồng bột. Về vấn đề sức khỏe thì các gia chủ cần phải đặc biệt chú ý đến các bệnh về thận. Vì vậy, trong năm nay, người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 luôn phải giữ được cái tâm bình hòa, dĩ hòa vi quý, tránh những xung đột không đáng có. Nếu như có xung đột hay là tranh chấp, cần phải nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, tránh hao tâm phí tài, tổn tài vô cớ. Thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt có đưa ra lời khuyên đối với các gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong năm nay là hãy luôn mang bên mình một kim bài Thái Tuế năm 2020 để hóa giải hạn Thái Tuế, chiêu mời cát tinh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Năm nay thì mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 chịu ảnh hưởng của thần sát tỷ kiên, nên tuy có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn nhưng phần nhiều là ở thế bị động. Nếu muốn khởi nghiệp thì sẽ gặp nhiều áp lực và trở ngại, vậy nên mệnh chủ cần chú trọng sự ổn định trong công việc. Tuy vậy, năm nay mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 cũng có những mặt tích cực. Với người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 mà nói, thiên can canh của năm là chính ấn tinh, địa chi tý là tướng tinh, chủ về thuận lợi cho việc học hành thi cử, khoa bảng thành công, có cơ hội được thăng chức, tay nắm đại quyền. Vào 6 tháng cuối năm sẽ là khoảng thời gian vận khí của mệnh chủ có chuyển biến hơn, nhất là đối với các gia chủ đang theo con đường quan vận, cần nắm bắt được cơ hội của mình để có thành công trong sự nghiệp. Cũng trong năm này thì theo cửu cung phi tinh đồ, sao Tam Bích sẽ phi tinh tới phương vị Bắc. Đây là phương vị con Giáp Tý đóng giữ. Theo la bàn 24 sơn, sao này là sao xấu, chủ về thị phi. Đây là sao cho thấy quý gia chủ đang vướng phải quấy nhiễu thị phi của tiểu nhân. Điều này cũng ảnh hưởng vô cùng đến tinh thần và cuộc sống của những gia chủ tuổi Giáp Tý 1984. Về tài vận, năm nay tuổi Giáp Tý 1984 thì nên hạn chế đầu tư cho vay hoặc hợp tác làm ăn để tránh hao tài. Khi bước vào những lĩnh vực làm ăn mới cần phải hết sức cẩn trọng. Phương diện tình cảm, vì tỷ kiếp là thần sát thiên về sự tranh đoạt, nên trong tình cảm cũng như là hôn nhân, tuổi Giáp Tý năm 1984 cần giữ được lý trí sáng suốt để tránh xảy ra mâu thuẫn. Về sức khỏe của tuổi Giáp Tý 1984 năm nay dễ gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, nên tránh tham gia những hoạt động mạo hiểm hoặc có độ rủi ro cao. Đặc biệt, khi mà tham gia giao thông cần vô cùng cẩn thận, tránh hại mình hại người, tiền mất tật mang. Tóm lại, mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 năm nay tọa Thái Tuế nên cần ưu tiên giữ ổn định, lùi một bước để tiến hai bước. Khi gặp khó khăn cần bình tĩnh xử lý mọi việc, lắng nghe ý kiến người khác, tránh hành động sốc nổi, không được xử lý bừa bãi. Khuyên người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 năm nay cần đeo vòng cổ Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân gỗ huyết long thân Tý Thìn, có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Giáp dương mộc gặp canh dương kim là thiên quan thất sát, nghĩa là bản thân bị khắc xuất, cẩn thận thị phi hoặc là lãnh đạo áp chế. Người tuổi Tý sinh năm 1984 nạp âm ngũ hành hải trung kim,
tuổi này, lúc nhỏ thành tích học tập không có gì nổi vượt trội, gặp nhiều trắc trở, ít được anh em giúp đỡ mà thường phải tự lực cánh sinh. Nạp âm ngũ hành của năm Canh Tý là Bích Thượng Thổ, thổ khí sinh kim khí, nên khiến cho năm nay sẽ có cơ hội lớn được đề bạt hoặc là thăng chức. Nhưng do là năm tuổi nên tương đối vất vả, sẽ gặp phải nhiều thị phi bùa vây nên mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Năm nay thì mệnh chủ sinh năm 1984 sẽ có cơ hội mua nhà mua xe, nhưng mà trong quá trình giao dịch thì dễ phát sinh trở ngại. Nam mệnh 37 tuổi, năm nay gặp sao La Hầu chiếu mệnh, dễ gặp phải những khẩu thiệt thị phi bùa vây. Nếu mệnh chủ đang theo con đường quan vận thì cần phải cẩn trọng hơn cả. Về mặt sức khỏe, cần phải đề phòng thêm những bệnh liên quan đến gan và mắt. Nữ mệnh 37 tuổi, năm nay gặp sao Kế Đô chiếu mệnh, dễ có khẩu thiệt thị phi tranh chấp về lời nói, dẫn đến gia đạo bất hòa. Mệnh chủ cần chú ý nhiều về gia đạo của gia đình mình nhiều hơn nữa. Về phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, phương án thứ nhất đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Xét đến Kim Lâu thì năm 2020 Canh Tý, gia chủ 37 tuổi. Theo cách tính Kim Lâu từ trước tới nay, trong năm này thì mệnh chủ không phạm phải Kim Lâu. Nếu có tiến hành xây dựng mà tuổi hợp với trạch đất nhà mình sẽ có thể động thổ cho căn nhà. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Giáp Tý sinh năm 1984 sẽ không phạm phải Hoàng Ốc. Còn xét đến tam tai thì mệnh chủ Giáp Tý sẽ cần tránh các năm tam tai đó là Dần, Mão, Thìn. Năm nay năm Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ không phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới, gia chủ Giáp Tý sinh năm 1984 sẽ không nên tính toán đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có xây dựng mới, mệnh chủ hãy nên tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với mệnh chủ và không phạm tam tai Hoàng Ốc Kim Lâu để tiến hành động thổ. Còn đối với nam mạng Giáp Tý sinh năm 1984 sẽ thuộc cung Đoài Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là hướng Tây Phục Vị, Tây Nam Thiên Y, hướng Đông Bắc Diên Niên, Tây Bắc Sinh Khí. Ngoài ra, cần tránh bốn hướng xấu, đó là hướng Bắc Họa Hại, Đông Tuyệt Mệnh, Đông Nam Lục Sát và Nam là Ngũ Quỷ. Đối với nữ mạng Giáp Tý sinh 1984, cung Cấn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y và Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu, đó là hướng Nam Họa Hại, Đông Lục Sát, Bắc Ngũ Quỷ và hướng Đông Nam là Tuyệt Mệnh. Mệnh chủ Giáp Tý sẽ cần chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông viên mãn. Và phương án tiếp theo đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, Giáp hợp với kỷ hóa thổ vào những tháng 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vậy nên nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp Giáp thiên can là kỷ, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi kỷ như là kỷ Mão sinh năm 99, kỷ Tỵ sinh năm 89 và kỷ Mùi sinh năm 1979, kỷ Dậu sinh năm 1969. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, Thân Tý Thìn hóa thủy vào tháng 3, 7, 8, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì sẽ rất hanh thông thuận lợi may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Thân sẽ chọn được ngày giờ là Thìn, và ngược lại nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Thìn thì sẽ chọn ngày giờ đó là ngày giờ Thân. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Giáp Tý sẽ là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Mậu Dần sinh năm 1998, Nhâm Dần sinh năm 1962, Canh Dần sinh năm 1950 hoặc là sinh năm 2010, Nhâm Dần sinh năm 1962, Giáp Dần 1974 và Bính Dần 1986. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con.
Dương quý nhân của Giáp Tý là Sửu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là Kỷ Sửu sinh năm 1949, Tân Sửu 1961, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997, Quý Sửu 1973. Tuổi âm quý nhân đó là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm quý nhân của Mậu Thân là Mùi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, Kỷ Mùi 1979, Tân Mùi 1991, Ất Mùi 1955, Đinh Mùi 1967, Quý Mùi 1943. Nhưng do Tý Mùi trong bộ thập nhị địa chi thuộc vào bộ lục hại nên gia chủ Giáp Tý chú ý đây là phương án cuối cùng nếu như Dương Quý Thần và Thiên Lộc của mình không chọn được. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí như là lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Giáp Tý sinh năm 1984 sẽ là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên Bính Dần 1986, Giáp Dần 1974, Mậu Dần 1998. Ngoài ra, do Tý Ngọ là chính xung nên mệnh chủ chú ý hạn chế việc tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Ngọ. Vị trí cung tài lộc: Dần tại phương vị Đông Bắc 67,5 độ, Sửu tại phương vị Đông Bắc 37,5 độ, Mùi tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty thì mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Năm 2020 thì theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Các vật phẩm kích hoạt tại phương vị tài lộc của mệnh chủ Giáp Tý 1984 thì nên sử dụng để đặt ban thờ thần tài, két sắt hoặc là những vật phẩm kích hoạt tài lộc sẽ giúp mang lại tài lộc cho gia chủ, công việc kinh doanh hanh thông, gặt hái được nhiều kết quả mong đợi. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nền sức sống, không gian xanh như là cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút nhiều tiền tài bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy, cây ngọc ngân cũng có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loại cây mang đến sự may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân thì có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái, mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những người mang mệnh kim như là tuổi Giáp Tý. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra thì đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng, có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến sự may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim. Tại vị trí đặt ban thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng sẽ cần phải đầy đủ trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh nhé. Ngoài ra thì việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ thì mong rằng các mệnh chủ tuổi Giáp Tý 1984 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng với đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị
cũng sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn luôn gặp được may mắn, thành công.